Ngô bị tới đây, con kia ơi nó sẽ đạp vô chiếc xe bà ta kia nè. Đấy chưa? Ôi cái vậy, Huy đã tạo ra được cái gì này các bạn ơi? Cameraman đang hồi phục rồi nè mọi người ơi. Thôi may quá đi mọi người ơi. Cứ tưởng là cameraman nó trở thành người xấu rồi, nhưng mà không các bạn, tập trước các bạn coi các bạn cũng đã hiểu, chính là tụi Skibidi ác độc nó đã nhét cái con chip vô đầu cameraman để thao túng tâm lý của ông này các bạn à. Skibidi nó ác thiệt chứ. Đúng rồi, ác độc thật sự. Làm cái gì đây tôi gà? Tao cũng không biết nữa, bây giờ chỉ có cách đợi ông cameraman này tỉnh lại mình mới hỏi ông, tại vì ông là người duy nhất có thể biết được cách đánh bại Skibidi đó các bạn à. Cái gì vậy? Ủa? Cái gì vậy? Như cameraman chuẩn bị tỉnh lại kìa. Ông sắp tỉnh lại rồi sao cameraman? Ông có sao vậy cameraman ơi? Cameraman ơi, cameraman tỉnh lại rồi này các bạn ơi. Có sao vậy? Ông có sao vậy? Trời ơi, ông dậy là mừng rồi. Không còn thời gian đâu hả? Là sao? Skibidi, tôi đang chuẩn bị một kế hoạch kinh khủng. Kế hoạch kinh khủng hả? Kinh khủng mà. Là sao cơ? Tôi là... ông xỉu luôn rồi, tụi nó đang đến. Ông đang nói cái gì vậy các bạn ơi? Ông kêu là lũ Skibidi đang có một kế hoạch kinh dị và tụi nó đang đến hả? Chết rồi, ông xỉu mất tiêu rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Ông rốt cuộc là ông muốn nói với mình cái gì vậy các bạn ơi? Trời ơi, giờ làm sao đây mọi em người? Cũng không biết nữa, giấc ơi. Giờ làm sao? Trời ơi, nó có chiêu cái gì kìa? Ủa, TV chiếu hả? Để coi coi. Tin khẩn cấp, không biết từ đâu có một đợt sóng thần vô cùng lớn đang kéo đến. Và trên đợt sóng thần đó, nó mang theo những con quái vật bồ câu vô cùng đáng sợ. Mọi người hãy cùng nhau sơ tán cũng như là tự bảo vệ bản thân mình. Và hãy cố gắng sống sót, vì đây có thể chính là đợt tận thế của thế giới chúng ta. Thôi tôi chạy trước đây. Ôi trời ơi, mất sóng luôn rồi. Đừng nói là sóng thần, Skibidi chính là cái kế hoạch kinh dị mà ông cameraman đẩy vừa nói nha. Trời ơi, mọi người nhìn ra cửa sổ nè. Nhìn ra cửa sổ à, có chuyện gì sao? Hình như tôi thấy có cái gì đó đúng không Giác ơi? Mọi người ơi, sóng thần Skibidi nó đang ở tại chỗ của chúng ta kìa. Trời ơi, chết rồi, tôi các bạn nhìn kìa, sóng thần kìa, mày ơi, chết rồi, chết rồi. Bây giờ chúng ta phải thoát nạn gấp, bây giờ chúng ta hãy đưa ông cameraman này chỗ khác. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ôi, được rồi, đi thôi, đi thôi. Ôi, sóng thần ở đâu? Ôi, trời ơi, sóng thần tới rồi, chạy đi mọi người ơi, chạy lên, mọi người đi, nhanh lên, nhanh lên. Ôi, chạy, 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 sóng thần kìa các bạn ơi. Trời đất ơi, đang ngập luôn cái bệnh viện hồi nãy luôn rồi, chạy đi anh em ơi, chạy đi anh em ơi. Ôi, ôi, chạy, 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 đưa ông cameraman theo chưa? Được rồi, mọi người bình tĩnh nha, mọi người bình tĩnh nha, mọi người bình tĩnh nha. Bây giờ phải làm sao đây? Mọi người bình tĩnh, tôi đã có chuẩn bị cho cái trường hợp này rồi. Được rồi, mọi người tránh xa nha. Và trước khi tận sống từ đây đập cái này, mình chỉ cần gạt cái cần này một cái hãy cha. Được rồi, mình đã chuẩn bị một cái chỗ trú ẩn ở giữa. Đây chỉ là hầm an toàn các bạn nhìn đây. Rồi, đưa, chú, đưa, đưa, đây, nhanh, 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 thôi là tôi đã chuẩn bị sẵn một cái hầm an toàn, một cái căn phòng bằng kính các bạn ơi. Đây là chúng ta đã ở yên trong gọi là như cái đại dương luôn. Trời ơi, nhìn xung quanh kia toàn là sóng thần Skibidi không? Trời ơi, nó nhìn ghê, đáng sợ quá. Nó cứ nhìn nhìn mình kia. Tôi đặt ông camera xuống đi. Đặt ông camera xuống đó đi. Bây giờ chúng ta tạm thời ở trong này an toàn của chị Nabi, Huy và Giác ơi. Bên này tôi đã chuẩn bị một cái rương, trong này có đồ ăn cũng như là vũ khí để chúng ta lấy, chúng ta mặc vô này nè. Mặc vô các thứ này, trong này có đồ ăn này là đẹp không? Chúng ta có thể yên tâm sinh tồn trong này khi đến khi hết cái hả sóng thần này các bạn ơi. Khi nào nó mới dừng lại vậy? Có cách nào dừng? Em cũng không biết nữa. Bây giờ nếu chúng ta cứ ở trong này thì chúng ta không thể biết được, chúng ta phải đi ra ngoài thôi. Bây giờ mà đi ra ngoài thì rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi. Ở đây thì tôi đã chuẩn bị một cái cửa này, mà cái cửa này phải mở thì nhanh, mở ra cái đóng lại liền không cho nước nó vô nha anh em. Bây giờ những đứa con trai hãy mặc giáp vô đi, còn bây giờ chị Nabi hãy ở đây để chăm sóc ông cameraman này nha. Để bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài sóng thần để xem thử chuyện gì đang xảy ra bên ngoài các bạn à. Mọi người đi cẩn thận nha, để tôi chăm sóc ông cameraman. Ok chị Nabi ơi, được rồi. Bây giờ ba chúng ta đã đổi vô cái gọi là cái lớp kính này để chúng ta có thể ra ngoài, chúng ta thở được cái nước cho anh em chuẩn bị nha. Bên ngoài là không biết đang có những cái thứ kinh khủng gì đâu, nên em chuẩn bị là mở cửa ra nha anh em ơi. 1 2 3 mở cửa ra rồi, rồi chạy ra ngoài nè, đóng lại, đóng lại, đóng lại, được rồi, được rồi, mình đi rồi, bye bye chị Nabi, chị Nabi ở nhà an toàn nha, bye bye. Được rồi, đi thôi ba các bạn ơi. Trời đất ơi, ngoài này toàn là nước Skibidi thôi các bạn ơi. Nước này là nước bồ câu, nước gì cũng không biết. Được rồi, để bơi xung quanh xem thử rồi. Mọi người thấy điều gì kỳ lạ không ơi? Ok vậy. Ôi, những con Skibidi ở đây rồi, sao cái mặt nó đáng sợ vậy? Ui thì ra đây chính là những cái con Skibidi đầu tiên nó bắt đầu xuất hiện rồi các bạn. Rồi đánh nó đi, mày nè, mày nè con. Ôi trời ơi, đông quá à. Mày nè con. Ôi giời ơi, tụi này chính là những cái con bồ câu mà nó bơi dưới nước luôn các bạn. Mày này thì sống thần Skibidi, sống thần Skibidi mày các bạn. Ôi giời ơi các bạn ơi, tụi này nó đông quá các bạn ơi. Mày nè con. Các bạn hãy cổ vũ cho tụi tôi có thể tiêu diệt được những con Skibidi dưới nước ở đây. Hay cha. Mày này con, đừng có tiêu diệt hết rồi anh em ơi. Còn con nào nữa không? Còn con nào nữa không? Trời đất ơi, đúng là đáng sợ quá đi mất. Tuyệt vời, vậy là chúng ta đánh bại xong mấy con Skibidi ơi. Ôi sao mình nghe tiếng nhạc vậy ta? Cái gì vậy? Con Skibidi gì mà nhìn đáng sợ vậy? Ôi, nó còn có hai cái kiếm nó đang bơi tới chỗ của mình kia đó. Ôi, coi chừng. Trời đất ơi, đây chính là cái con boss đầu tiên của chúng ta. Sao các bạn nguy hiểm quá.
được rồi, anh em chuẩn bị nha, chuẩn bị nha, chuẩn bị tới chuẩn bị chiến đấu với nó nha. Tấn công lên nào, mày ơi, mày đây con, mày đây con, mày đây con, mày đây con, xin cái đi mày hả, mày hả, mày mày đây con, ôi da, ôi nó đánh tôi một phát mất gần hết cái máu luôn, mọi người cẩn thận, cái kiếm nó mạnh lắm đó. Ôi trời ơi, nguy hiểm lắm, ôi trời ơi, coi chừng em, coi chừng, mày đây con, ôi giời, con nửa tim luôn các bạn. Ôi trời trời ơi, mọi người lùi lại, lùi lại, lùi lại, lùi lại. Tụi mình cùng nhau đập nó xuống đây, kìa rồi. Phải lao vô cùng lúc mà lao, đây đây đó. Ok ok ok, được rồi được rồi, nhìn mặt nó nguy hiểm quá bạn, được rồi. 1 2 3 lao vô đây, đừng cho nó bay qua. Mày đây con, 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 mày đây con. Tiêu diệt nó đây vô. Hay cha, hay cha, tiêu diệt nó đây. Cha 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 cha. Hay mày đây con, rồi đâu em. Thôi được rồi, tiêu diệt nó đây. Thành công rồi. Trời đất ơi, may quá các bạn ơi. Ừ, cậu này nó mạnh thiệt, chỉ cần nó chém một phát là mình gần đi luôn đó các bạn ơi. Mọi người có sao, mọi người có sao không? Không sao. Ok ok, không sao thì tốt rồi. Đúng là cái con đó đáng sợ thiệt. Kiếm gì kìa. Ôi đất ơi, cái gì này các bạn ơi. Sau khi tiêu diệt nó xong, nó rớt ra một thanh kiếm hình bồn cầu quá trời đất ơi, nhìn vui quá vậy. Để tôi lụm nó thử coi nè mày. Hãy cha. Trời đất ơi, anh em nhìn tôi là cái cây kim bồn cầu nè. Ôi cho nhìn nhậu vậy, nhậu như cái bồn cầu đúng nghĩa luôn các bạn ơi. Nhưng mà không biết nó có tác dụng, nó có mạnh không ta. Em mày quay trở lại coi chị Nabi với camera mày okay, sao. Ok ok ok, bơi về anh em ơi, bơi về được rồi. Bơi về chúng ta cũng là sạc lại cái bình oxy chứ, bình oxy chúng ta sắp hết rồi. Rồi chuẩn bị 1 2 3 mở cửa này. 1 2 3 mở cửa ra nè. Chui vô nhanh đóng cửa lại. Trời chết rồi. Thôi giờ ơi, lỡ vút chắc ở ngoài nữa rồi các bạn ơi. Thôi chạy bắt cửa đi. Thôi ok được rồi, tôi mở vô này, vô nhanh lên, ông đứng bắt cao vô này. Rồi rồi được rồi, vô đi rồi, đóng cửa lại. Trời đất ơi, quậy thiệt chứ chắc ơi. Quậy cái đầu ao. Ui da, trời ơi. Ủa chị bị sao vậy, cameraman ổng tỉnh chưa vậy? Chưa. Trời đất ơi, bây giờ chỉ có ổng mới biết cái cách được gọi là dừng lại được cái chuyện Skibidi này, mà ổng cứ ngủ hoài, ổng xỉu hoài, ổng dậy đi ông ơi. Ủa mọi người ở ngoài sao rồi, có thấy được cái gì không? Em chỉ thấy được những cái con Skibidi, sau đó em tiêu diệt được rồi, em lấy được cái vũ khí này nè chị Nabi ơi. Nhưng mà không biết cách ngừng lại được cái sóng thần này. Bây giờ kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì vậy? Bây giờ chúng ta hãy sạc lại cái bình oxy trong người chúng ta, sau đó chúng ta lại ra ngoài xem thử chúng ta có thể làm được gì nữa không các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy đi sạc cái bình oxy lại. Đây đây, cái chỗ sạc đây rồi, đợi sạc đây rồi. Được rồi, tôi đã sạc đầy oxy rồi, bây giờ chúng ta có thể sẵn sàng đi ra ngoài tiếp rồi đấy. Okay, chuẩn bị nè. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài để xem thử còn cái gì nữa không các bạn ơi. Cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Sao nhiều oxy cái mini vậy? Ôi, nó chui vô kia, coi chân kia nè. Đừng cho nó, mày đi con, đừng bước lại, mày. Ôi, được rồi, đã đến lúc mình sử dụng cái kiếm đây rồi, hay cha. Ôi, cái kiếm này có thể hất tung được tụi nó này các bạn. Mày đi con, hất tung mày lên nè, cha. Cái này chính là cây kiếm lốc xoáy các bạn, hất tung mày nè, hay cha. Lao vô tiêu diệt tụi nó đi nó mày. Mày đánh này, hất tung nó lên. Trời đất ơi, tụi nó đông quá các bạn ơi. Lần này là Skibidi nhìn nó kinh dị hơn mấy con hồi nãy rồi. Mày, tụi này nó muốn tiêu diệt camera bằng mọi cách hay sao đó. Mày tránh ra, tiêu diệt hết tụi nó đây. Mày đây con, hay cha. Chỉ còn một con cuối cùng thôi, hay cha. Trời ơi, con đánh thuộc rồi, hay cha. Mày này coi, tiêu diệt được rồi. Từ, tôi nghe cái gì vậy? Ôi, tôi nghe cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Hình như âm thanh phát ra bên kia kìa mọi người ơi. Ủa, bên kia kìa, bên kia kìa. Đứa nào bắn vô kênh của mình kìa. Hình như có bốn cái con kìa. Skibidi nó đang phát đến bên kia kìa. Ôi, nó có súng kìa. Dừng lại. Ôi, nó có súng luôn kìa các bạn. Ôi, trời ơi, cái con Skibidi này nhìn nó tự nhiên. Đánh, đừng cho nó bắn nhà bên. Mày đây con, mày bắn súng rồi. Sử dụng lốc xoáy nè, chiếm lốc xoáy nè. Hay cha, ôi trời, nó bắn súng đều quá rồi. Hay cha, tiêu diệt đi. Mày nè, trời ơi, cái con Skibidi này nó được trang bị cái vũ khí luôn rồi các bạn ơi, nhìn ghê quá. Tao chưởng gió mày, mày là đâu, nó đâu mất tiêu, nó bay lên trời luôn kìa. Hay cha, hay cha, nó chui lên trên mặt nước luôn rồi. Tiêu diệt đi. Hay cha, mày nè con, mày nè con, mày lên trời, mày lên trời. Hay cha, chưởng mày nè, chưởng lốc xoáy mày nè. Cha, ôi, nó đi bay lên trời luôn kìa. Mày nè con, chiếm lại trên được rồi. Tiêu diệt nó kết liễu đi anh em ơi. Cha, trời đất ơi, may quá, ba anh em mình kết hợp thiệt là hoàn hảo đi mà. Tiêu diệt thành công rồi, không biết nó có đất gì không ta. Anh em xuống lặn xuống coi thì coi cái gì không. Cái lũ đạn như súng đó. Ra một cái lũ đạn như một cây súng kia các bạn ơi. Không biết nó lũ đạn gì, hình như đây chỉ là cái lũ đạn bồn cầu hay sao đây thôi. Để tôi quăng thử coi, Hay cha. Ôi trời, cái lũ đạn này có tác dụng gì ta. Ôi, lũ đạn này hơi bị mạnh rồi. Được rồi, anh em cầm vũ khí đây mời, để chia ra vũ khí cho mỗi người mỗi cái. Okay, nè. Được rồi, okay. Được rồi. Huy cầm lũ đạn đi. Xong rồi, sau còn dắt thì hãy cầm khẩu súng đi. Để còn tôi sẽ cầm cái kiếm này. Được rồi. Chúng ta bơi về lồng lại thôi, xem thử cameraman nó tỉnh lại chưa, tiện thể mình sạc tiếp cái oxy thôi. Được rồi. Về lồng. Ôi, đây rồi. Ôi, được rồi. Chị Na sao rồi, chị Na? Chị Na vẫn ở trong lồng kìa các bạn ơi. Được rồi, mở cửa cho tụi em với chị Na bây giờ. Mở cửa tụi em với. Ok, mở cửa này. Được rồi, đi vô tới nào các bạn ơi. Được rồi, vô này, đóng cửa lại này. Nhanh ơi. Được rồi, đóng lại nè. Ôi trời ơi. Sau chuyến đi này chúng ta đã thu thập được hai vũ khí, đồng thời chúng ta đã tiêu diệt được một con boss Skibidi đó anh em ơi. Kế hoạch cũng có vẻ thành công đó. Hay quá đi. Nhưng mà cameraman vẫn chưa tỉnh lại. Đúng rồi, cameraman cứ ngủ hoài à, giờ phải biết làm sao bây giờ. Không biết bao giờ ông cameraman này mới tỉnh lại nên các bạn ơi, giờ ông sẽ tỉnh lại để chúng ta. Ok, cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Tôi đã phá đập kính luôn, nó chạy vô. Ôi, kìa ơi, mọi người. Ôi, giờ đây, Skibidi nó vô. Kìa, coi chừng, đừng cho nó tấn công cameraman.
Đúng rồi, con thứ hai này, con thứ hai này. Hãy cha, con thứ hai nó bị tiêu diệt con thứ ba. Mày này con sử dụng đi, súng đi giấc ơi. Hãy cha. Ok, tiêu diệt, hãy làm giấc ơi, tuyệt vời. Chúng ta có thể sử dụng những cái vũ khí của chúng ta rồi. Coi thử ông cameraman có sao vậy, trời đất ơi, nguy hiểm quá. Ôi, lắp cái lắp kính lại, con tụi nó chui vô nó kìa. Nhìn như tôi thấy có gì trên kia vậy con ơi. Từ từ cái gì đây nói. Ôi, cái gì vậy, chết rồi. Con chùm cuối, Skippy đi, chết rồi, chỗ này không an toàn. Đưa Skippy đi, lộn đường cameraman đi đi rồi. Nó tấn công vô cái nhà của chúng ta rồi. Bơi nhanh lên, trời đất ơi, con Skippy đi gì vậy rồi ơi. Con Skippy đi khổng lồ kìa các bạn ơi. Vì nó đáng sợ quá đi mất các bạn ơi. Anh em ơi, nhanh lên, nó đang tới kìa. Bơi cameraman, đưa tới cameraman cho an toàn đi. Đúng rồi, nhanh lên, trời đất ơi, nó ghê quá, cái bãi nó bự quá được rồi. Mọi người đó, rồi đây rồi, chị Nami, Huy đắp dắt đây rồi. Tất cả điều này đủ rồi, cameraman đó được rồi. Bây giờ kiếm chỗ an toàn để đặt ống vô đi anh em ơi, trời đất ơi, nguy hiểm quá. Được rồi, mọi người lên cái bãi nhà của chị Nami đi, đặt ống đây này, đặt ống cameraman đây. Được rồi, đặt ống xuống đi. Cameraman ông tỉnh lại chưa vậy trời đất ơi, vẫn chưa tỉnh lại, vẫn nằm hoài vậy trời. Trời ơi, sao tận thế là mà ngủ hoài vậy đi, nhanh lên. Tận thế tới nơi rồi, trời ơi. Tiếng ông cameraman ông hò kìa ơi, dậy đi ông cameraman. Trời đất ơi, bây giờ làm sao để ngừng lại cái sóng thần này đây? Thế giới sắp tận thế rồi, bông ngủ hoài à. Bây giờ các người hãy xử con Skibidi cuối cùng. Ôi, con Skibidi dưới kìa. Ủa, rất thành thứ. Tiêu diệt con Skibidi kia, nó sẽ rớt ra một thứ rồi để giúp ngừng lại cái sóng thần này sao? Giờ chúng ta phải liều mình thôi. Bây giờ chúng ta phải liều mình thôi, anh em ơi. Chuẩn bị chiến đấu với con trùm cuối đáng sợ đó thôi nào. Không biết đó đâu rồi ta. Ôi, nó trôi lên kìa các bạn ơi. Nhìn nó kìa. Nó bự quá đi bông. Trời đất ơi, đáng sợ. Cái con Skibidi khổng lồ. Thôi được rồi, tiêu diệt đây, chịu là mày đó con. Trời đất ơi, nó đang tiến tới chỗ của mình kìa. Đem ơi, coi chừng kìa, chịu là mày đó con. Mày đó con, được rồi. Nào, chúng ta liều mình thôi, liều lao xuống đây. Được rồi, trời đất ơi, chịu rồi. Ghê quá các bạn, mày đó con, má đầu luôn. Tụi nó con má đầu luôn lần các bạn. Thôi, mày đó con, chữ mày lên trời này, bay lên trời đây. Trời, được rồi. Ôi giời đất ơi, con này nó bự, nó mạnh quá vậy. Được rồi, để tôi chui phía dưới cái bồn cầu tôi chửng nó đập. Mày nè con, ai cha. Nó trâu bò quá đi. Mày nè con, ôi giời ơi, nó mạnh quá vậy, nó chưa chết nữa. Tấn công quá đi anh em. Mày nè con, ôi giời, nó chửng cái gì. Ôi, nó chửng ra cái gì, nó trả đũa bên kia, coi cho kia. Ừ, nó chửng ra mấy quả cầu lửa, nhìn ghê quá vậy. Bắn nó mấy cục chi đỏ, nó tấn công nó đập. Mày nè con, ôi da, nó chửng mạnh quá các bạn. Hãy tao cũng chửng lại nè, hãy tao chửng lại mày nè con. Cha. Ôi giời ơi, nó xài cái gì vậy ôi. Kiếm xem được cái gì không kìa. Có cái lỗi gì đây các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy dùng cái này tới đưa cho ông hả cameraman để ông dừng lại cái chỗ này đi các bạn. Nhanh lên. Đi. Ôi đâu rồi, hướng này. Cameraman ơi, cái lỗi đây rồi nè, cái thứ ông đang cần tìm rồi, ông hãy ngừng lại cái sóng tầng này đi. Được rồi, đưa cho ông nè. Đây cầm lấy đi. Bây giờ ta sẽ sử dụng cái ngọc này và ta sẽ chiếu xuống dưới nước. Ôi, chiếu xuống nước hả? Ôi là sao? Hãy cha. Làm gì ông chiếu cái gì xuống dưới kìa các bạn ơi. Ôi, hết sóng tầng đây. Hình như sóng thần hết rồi, đúng là cameraman đỉnh tiền, chỉ cần chiếu một cái ánh sáng xanh xuống một cái là hết sóng thần luôn. Yeah, vậy là thành công đánh bại được sóng thần Skippy đây rồi thôi. Được rồi, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, coi thêm video này đừng quên để lại cho tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người đồng xem tốt tim nha. Và nếu các bạn thấy cameraman hả cũng rất là xịn sò thì đừng quên comment luôn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye mọi người nha.